các bạn ơi, đây là cây cà 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 dại các bạn nhé. Cà dại đây, nhưng mà cái cây này quả rất hay, quả ăn được các bạn nhé. Này, trên Tây Bắc này, các bạn dân tộc người Thái người ta hay ăn, Thái đen người ta hay ăn cái quả ấy nhé. Quả cà dại này, này quả rất hay. Các mình ngắt mới cùng về ăn. Cái ăn nó có tác dụng gì? Hay quá các bạn. Cái rừng này thì nó nhiều, có những cây ở dưới xuôi không có đâu các bạn, không mà người ta cũng dám ăn. Dưới xuôi mình cây cây cà dại này cũng có nhưng mà ít người ăn lắm, rồi thầy hầu như không có ai ăn. Cây cà gai neo thì ung thư gì đấy, nhưng mà cái cây cà gà cà cà dại này thì bên dân tộc họ ăn rất nhiều. Rất xài các bạn, xài hiệu quả. Thank you.
đời hạnh phúc. Mình xin kết thúc video ở đây.